Đi bộ con. Đi bộ cho giảm cân. Đây là gì đây? Nó nói nó chào mừng mình tới chỗ ruộng muối này. Thì Well, welcome to the Bonneville Salt Flats. chỗ này á là nó để speed record lên là ai mà chạy xe nhanh nhất, mà chạy dưới cái ruộng muối này nè, chứ không phải chạy trên bờ nha. Đó, mày Ruộng quyền cái muối này ruộng đang chạy muối xe này. đó, mọi người thấy không? Đó, người ta đang chạy xe dưới muối á. Cái chỗ này chỉ đặc biệt để cho người ta vô đây đua xe ai là chạy nhanh nhất ở dưới này thôi. Có Nguyên một cái đầm lớn á để đua xe đó. ruộng muối để đua xe chơi vậy đó. Ồ, cái xe chạy xuống đây hả? Cứng lắm mất ơi, nó giống như xi măng à. Nó taxi tới rồi hả? Cứng như xi măng vậy, nó đâu có bị lún gì đâu. Nó bị lún lúc mà nó bị lún tức à. Vậy hả? Chẳng hạn như mấy chỗ đằng đó đó phải không? Con nói chỗ này á là họ đua xe hả? Họ chạy họ đua cho thiệt là cũng bán đua xe mà họ lấy xe nhanh nhất của họ và chạy thẳng à. qua cái để mà làm cái speed record đó mẹ. Ở đây ở đây hôm nay ở đây không có lạnh nhiều con ha, ở đây không có lạnh bằng chỗ của con. Chụp hình kìa, với tiện kêu con chụp hình gửi nó phải không? Đây đây mày chụp cho. Em nghĩ trong đó họ có đường xe chạy đi vòng 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 trên đó hết luôn á. Con đi đáy hả? Lên trên trên kia kìa con. Trong đó có chỗ. Đáy đây luôn đi. Đáy trong đây luôn đi. Chịu không? Ừ thiệt không? Em muốn hả? Hỏi em muốn hả? Muốn nó đái đây hả? Nó ghẹo con thôi, ghẹo con thôi đó. Đi rất trong trên đó đó con, có mát ở bên nha, chỗ cánh cửa bên kia, chỗ bên cánh cửa bên anh mẹ ngồi giúp con. Ok mẹ đi giúp con. Lạnh rồi á, đứng ngồi nó gió gió vô nó lạnh. Ăn thử đi con liếm thử được mà, thì muối thôi mà ngon không? Chắc different hồi nãy hả? Không giống hồi nãy hả? Đi tới đây chơi quá trời luôn, họ cũng mặc quần đùi á, đi dép rồi nó kìa, thấy chưa? Bữa nay trời đẹp á, chứ trời mà đẹp cái là họ tận dụng, họ mặc đồ ngắn ha. Nó nói mấy ông á, ăn nó mặn lắm á, đó ăn á. Nó kêu ta liếm, ta bịt mỏ bịt miệng mất tiêu, nó kêu ta liếm. Anh nhỏ mình cũng nắng mắt luôn. Béo là ngủ à, tới đây mẹ chụp hình con cho. Chụp lấy cái núi kìa. Chụp sao mà thấy mẹ không thấy con đâu.
chụp sao. Đó đúng rồi, thấy mẹ không đâu thấy con đâu. Đó ngầu lắm, đứng là kiểu cọ đồ lợi chứ. Đứng gì sư lơ vậy. Giờ mẹ nè. 1, 2, 3. Chạy mấy tiếng đồng hồ để vô đây để chạy xuống chỗ này chơi vậy đó hả? Đi đâu vậy? Vô đây họ đào hố đào hang được chơi nè. Mày cũng chịu khó đào dữ lắm á, chứ nó cứng lắm. Nó cứng như là xi măng vậy á, mà họ cũng chịu khó họ vô họ đào họ chơi nè. Đây là trại tiểu bang Utah. Mà ở đây á, tại nhà mình đang đi vô cái này gọi là cái mỏ muối đúng không? Chỗ này là chỗ chuyên làm muối nè mọi người. Tại tiểu bang Utah thì đây là cái hãng muối lớn, nguyên một cái chỗ này là muối nhiều lắm luôn, giống như là cái ruộng muối ở Vũng Tàu vậy đó. Nhưng mà cái muối ở đây á, họ cung cấp cho toàn nước Mỹ luôn á mọi người. Cho mình đứng đây vậy con. Mẹ chị bị cái bích xe đó rồi. Nếu lần sau mình xin vô trong để mình quay được muối ha. Họ vô bao hết rồi. Bao vậy đó. Xe tới chở. Đủ loại muối lớn, muối nhỏ, muối hột, muối nhuyễn gì có. Nhìn trong trắng tươi. Họ đổ vô một đống núi vậy mọi người. Đó, muối các bạn đó là nhà máy lọc muối. Đây là cái đường nước mình dẫn nước mặn vô. Rồi nước mặn chàng mặn hơn muối. Không, nước mặn nó khác, còn nước mặn này trắng. Ngày đêm cá sấu thảy xuống, tháng sau quay trở lại xé ăn mát trời luôn. Thành con cá sấu muối. Thật ra ở đây không lạnh lắm mọi người, tại vì nó không có gió. Bữa nay nó không có gió. Ở đây đó mấy cái ruộng muối này. Cho nước vô từ đổ lên muối. Ở đây là những nước họ cho đó, nước đang chảy vô nè. Muối á,
chảy dưới muối một cái đó, nước là chảy vô quá trời. Nó lọc nước chảy vô, nước này vô để làm muối thôi mọi người. Thấy ngộ không, tự nhiên nước về vô cái làm muối cho mình ăn hả? Không có con gì hết ha. Thường có cá hay tụ ở chỗ này nha, mà vô đóng thành muối này là toàn ruộng muối thôi. Đó là kia mấy ruộng trong kia trắng hết rồi kìa. Hết rồi xuống hốt rồi bao muối. Yeah, bé là giống như cái chấm banh nhẹ. À, bé là giống như chấm banh. Rồi mình rớt vào đây nó cho mình xuống. Rồi thấy không, trắng xó trơn luôn à. Lúng lúng xuống muối mặn chàng luôn á. Bữa nay em cái đi ruộng muối cho nên em mặt trời cũng giống muối luôn rồi ha. Lạnh đây giờ khi mà thời tiết lạnh quá chừng mà nó cứng nhắc hả. Ừ, muối nó đông lại mà nó phải có mái cào cứng nhắc luôn, không có lúng luôn. Ồ, ngọt lắm mọi người, ăn thử đi. Ồ, cứng lắm. À, muối nè, đó y chang luôn, thấy không? Trời ơi, ăn cái này đúng là muối, muối thiên nhiên các bạn. Ừ, nó mà lại vậy còn rất là nột cục. Em giống như là em đang cắn cục đường vậy, phải không? Em cắn một cái cọc vô, nhưng mà không nỡ bỏ, không nỡ nhả. Đang lên cho món thử miếng. Có ăn được cái mọt không ha? Có đủ mặn chưa ha? Muối là đủ mặn chứ. Mình tưởng đâu là xuống này bị lúng nhưng không có, mọi người ở trên đó mới lúng nha. Xuống đây càng xuống là nó càng cứng. Cứng dữ lắm. Không có thể tả được luôn. Trời ơi, lần đầu tiên mới tận cảnh. Nhưng mà mọi người tới đây mới thấy thương người dân Việt Nam mình. Mọi người thấy không, một cái ruộng lúa bao la hùng vĩ như vậy, nhưng mà người ta không có đụng tay đụng chân đâu mọi người, ta làm bằng máy không à. Còn người dân Việt Nam mình á, nếu mình thấy họ có mấy người quay YouTube á, tay chân người ta bị lỡ, người ta đen thùi à. Này không thấy mấy cậu có máy cào muối của nó ha. Mình thấy đằng kia có để mấy cái nhưng mà sao quá quay không được. Mọi người thấy không, một cái ruộng trắng tươi hết là muối. Sao sao mình thấy có mấy cái máy để họ cào. Hình như cái này là chưa tới lúc họ cào nè. Chưa dày, chưa đặc. Lỡ cầm rồi chứ, ăn thấy không? Đủ mặn không? Đủ mặn nè. Đủ mặn. Mọi người thấy rõ rồi ha. Hồng dĩ luôn chưa, bao la hồng dĩ luôn chưa. Là nó nuôi nguyên nước Mỹ ăn muối này nè mọi người. Mình không biết nó có xuất khẩu hay không nha, chứ mình biết là mình có coi là cả người dân nước Mỹ là ăn muối này đó. Ngon quá. Ai hồi mặn chặt rồi. Đó mọi người thấy cái container này họ vô để họ chở muối á mọi người. Họ không có cho mình xuống nhưng mà mình cứ đi liều đi. Cái này là muối non nè, còn bên kia là muối nó tầm già già. Công nhận ở đây mọi người thấy sạch sẽ dễ sợ luôn không? Muối đây nó đầu đóng quện cục cục hết rồi không? Muối mà đông tưởng nào tiếp. Giống như tiết vậy ha, tưởng đâu tiết không à. Vô đây xúc mới vậy.
Tao lấy mặn nhiều muối mặn hạt nha. Hải quên ghé mấy giờ chợ Việt Nam mua ổi, mua mặn rồi. À đúng rồi, mua ổi một cốc cho đây chấm ăn á. Mua ổi ngồi đây cứ quệt quệt. Mấy người thấy cái dấu đường xe không? Đây là xe, mỗi khi mà người ta làm á là người ta chạy xe không phải không? Chứ họ đâu làm bằng tay bằng chân đâu. Đây là cho xe vô họ làm. Muốn nhận họ ban bằng quá ha, họ ban bằng máy ha. Bằng giống như mặt nước. Đắp đê giống như là đắp bờ ruộng mình vậy mọi người, nó cũng đắp đê lên. Rồi nước nó xả vô rồi nó ban bằng ra để dùng cho từ đâu nó chảy vô ta. Ô, cái xe lửa đó để đi lấy muối luôn kìa. Không biết nước này từ đâu nó chảy vô. Mó con thử coi nó mặn sao mó. Để ngón tay liếm cái thôi. Không, không dạ. Thử đi. Nè thử đi nè, con quay này thử nè. Nè sợ. Nó cái này nước con sợ là nó làm trong hãng ra á mẹ. Cho nên có thể là không sạch á. Mày mà thử đi. Con đứng xích ra con mới quay mẹ được chứ. Ủa nó xinh trong lắm. Mặn không? Mặn lắm. Như nước biển vậy đó. Anh ơi, nước chắc là mặn. Chứ vô thử thử miếng nước con coi. Thử coi nó có ngọt hai không? Hai em còn nè. Sao? Còn sao? Vàng như muối luôn. Cho nên nó muối được. Ủa ai ở đây uống đống bia nha. Mấy anh làm mấy anh trốn ở đây uống bia nè. Trời ơi, lượm lon này về bán được nè, thấy không? Đây mấy lon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Ủa sao 13 lon? Thùng 12, xài 6 này 13. Bỏ túi thằng lon. Vậy có thằng giấu thằng lon. Mua đốt cái hộp bia vô đây uống nè. Ừ, đây nó cho mình nước này đi vô làm muối ha. Muối với mặn trần ở đây không có cái gì mọc nổi mà. Nhưng mà ít ra nó có cá biển chứ. Sao không có luôn vậy? Em có thấy dấu chân mấy con bò, mấy con nai gì đi trong này? Ở trong đây, nước đừng uống. Thì ở đây là tại tiểu bang Dương Thà nha mọi người. Đây là cái ruộng muối lớn nhất ở nước Mỹ. Để mà cấp muối cho nguyên một cái nước Mỹ. Mình không biết là có khẩu đi đâu không, nhưng mà mình biết là mà anh chàng nào đây đây uống một hồi hết một thùng luôn mà thấy 12, 13 lon. Cái đó không biết là một người uống hay là hai người uống. Nhiều lúc uống nước muối mặn quá một mình nó uống hết một đống bia đó chứ. Mà cái đất này nó ngộn á, nó sao á, nó cứ là xốp à. Đây xung quanh toàn là núi không? Một cái đầm bằng, một cái đầm lầy thôi. Mấy cây này cây gì cũng mọc với nước biển nữa. Ủa trăng ở đây nó ăn nè, uống bia dữ rồi nha, dột đầy ở đây hết trơn à. Xung quanh toàn là núi không? Mà ở đây lại có muối. Đó, xe tải này là xe tải đi muối cắn rá là trời muối ột không ạ. Máy lớn á mọi người, nhưng mà người ta nói lại tắm cho nhiều. Đó. Nhà máy muối cú
xuống coi lượng muối à, xuống ăn miếng muối đó 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 đó. Thô mẹ con lấy cái tay ra, tại sao đứng nó cười. Vô hô mẹ đi xuống. Chỗ này nè. Đó, ăn thử miếng muối rồi. Bắt ăn thử đi. Yeah. Has dirt on it. Ngon. No, đây là đó. Anh đang chờ hết mà. Ngon không? Ngon không? Ngon không? Đó nè, lấy muối xuống. Đứng nữa. Ngon không? Thích đâu? Dọn đây là muối luôn đó. Con đó hả? Ra lần xuống khó quá à? Dắt về Việt Nam cho lội ruộng. Dắt về Việt Nam cho lội ruộng tăng bắt đầu mới biết được. Xuống ruộng lúa rồi mới vui, lúng xuống. Té tưởng là té trên đống đá.